Quốc hội khóa 6 năm 1976 tập 4, chuyện về ngày bầu cử. Về ý nghĩa cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác Hồ nói, tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc của nước nhà. Trong cuộc tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng chỉ có nhà nước do nhân dân bầu ra mới là một nhà nước hợp pháp. Bởi vậy, việc sớm xây dựng hiến pháp của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là đặc biệt cần thiết và quan trọng, xem nhân dân là những người chủ thực sự của đất nước. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của thành phố nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để phục vụ công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, Thư viện quận Bình Thạnh trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc quyển sách Quốc hội khóa 6 1976 tập 4, chuyện về ngày bầu cử do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2017. Nội dung cuốn sách ghi lại những câu chuyện về bầu cử lần thứ hai trong lịch sử dân tộc. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam Thống nhất được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 1976 trong niềm hân hoan tràn đầy khí thế chiến thắng. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc. Trong không khí tưng bừng, trên 23 triệu cử tri với tư thế của người làm chủ đất nước đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Cuộc bầu cử được tiến hành nhanh, gọn và đạt kết quả tốt. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cả nước đạt 98,77%, trong đó miền Bắc là 99,36%, miền Nam là 98,59%. Có nhiều xã, huyện, thị, đơn vị vũ trang và khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu. Kết quả của cuộc tổng tuyển cử là một thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên con đường tiến tới hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Thành phần của đại biểu Quốc hội được cử tri lựa chọn đã phản ánh đậm nét hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Đây là thành quả vĩ đại của 45 năm nhân dân ta đấu tranh cách mạng không ngừng, kể từ khi đảng ta ra đời, là thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thắng lợi của 30 năm đảng ta lãnh đạo chính quyền nhân dân, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam dẫn đến sự thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, chính thức hóa việc thống nhất Việt Nam. Đó còn là thắng lợi của đường lối cách mạng sáng tạo của đảng, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, mang tầm vóc một học thuyết cách mạng giải phóng và phát triển với ý chí không gì lay chuyển nổi, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam ta là một, dù cho sông cạn đá mòn, nhân dân Nam Bắc là con một nhà. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử không những đem lại niềm tự hào cho nhân dân cả nước, cho kiều bào ta ở nước ngoài, mà còn có tiếng vang lớn trên thế giới. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chính trị to lớn tiếp theo chiến thắng vĩ đại về quân sự mùa xuân năm 1975, là thắng lợi của quyền làm chủ đất nước của nhân dân, tự mình nắm lấy vận mệnh của mình để xây dựng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho mình và cho con cháu mai sau. Thắng lợi này đã khẳng định ý chí sắt đá của toàn dân Việt Nam quyết vượt qua mọi khó khăn trở ngại để xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất, phát triển đất nước, tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa. Quyển sách này ghi lại những thành công tốt đẹp của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 6
ngày 25 tháng 4 năm 1976 đã hòa nhập vào trang sử Quốc hội Việt Nam. Những thế hệ người Việt Nam, lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành. Sau hành trình kháng chiến giữ nước, nay tiếp tục hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ mãi mãi không quên những ngày trọng đại, vẫn bồi hồi về thời điểm bỏ thăm một lá phiếu người dân sẽ chính thức lựa chọn những người đại biểu đủ đức, đủ tài, có tinh thần trách nhiệm, đứng ra gánh vác trọng trách, đưa đất nước ngày càng phát triển. Sách hiện có tại thư viện quận Bình Thạnh với mã số VL16-00287. Mời quý bạn đọc đến xem và cảm nhận. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.